Này giống cây chuối vậy ta. Nó chuẩn bị ra buồng cái mình, nó tới tuổi ra buồng cái mình đốt nó ra buồng rồi mà. Cây đụng đỉnh. Đó đó, nó ra ông kéo ngay gớt ngay ông luôn đó. Trời ơi, mấy cái đụng đỉnh già đó gớt vô mình một cái rồi té đái thiệt đó. Hồi đó tôi bị có một hai trái mà nó gớt một cái thôi, nó ngứa. Đã. Đụng đỉnh. Nè, để xó cái này nè. Nhét này vô và quay TikTok chém gió với người ta. Bị dướng cây kia rồi. Không gà. Bị dướng mấy cái lá ở trên hay gì á. Món nó dướng ở trên thấy không? Là cưa mấy cây kia luôn á. Nước lên này đặt vớn nó dính lươn với gắn á, gương gắn với ếch đồ á. Cái cá có cá mắm gì. Đó, lụm. Lụm một cây. Nhảy xíu. Ngỡ xíu mà ra buồn luôn. Ghê không? Em biết cây gì không? Để thử luôn. Để thử coi nó lên trái lên ấy không nha. Ta biết cái gì không? Đi thử cho nó ra trái ra ấy được không? Đất là đất vườn lâu năm các bạn. Nè. Này đâu còn gọi là đất nữa. Này giờ là rễ chứ đất nè. Đào lên nó như phân gom nữa nè. Chồng biết mấy cái chuối mới sống không? Ờ sống rồi. Này bữa hôm đốt nó quéo lá hết trơn. Ba cái rễ đụng đỉnh giết mà nó này nè, vừa đụng đỉnh. Ờ mấy chỗ này hồi đó đặt bẫy chuột ha, dữ lắm chuột các bạn. Nãy giờ dọn kiểu này chuột cũng biết trốn đâu hết. Cái chuột cơm trời đã lắm. Chuột cơm dữ lắm chuột cơm. Thuận Điền, Thuận Thiên. Còn kia tới 130, 140 mới được rồi. Không để giá 120 á. Nó mấy cái trái đó. Hơi già rồi, mấy trái đó hơi già rồi. Mấy trái mà nó vừa chín mà nó có nước kìa. Mà chúng cái nước nó một cái nó ngứa thì thôi luôn. Té đáy luôn. Ủa đẹp quá ta. Này chân đám cưới rồi phải không? Quái vật, quái thú. Bữa hôm đây là một cây nữa các bạn. Đó một cây nữa các bạn. Bữa nay mình theo lại mình coi thì nó ra thêm một cây nữa các bạn. Đây. Ôi. Mình tính đố mình ăn luôn các bạn. Tại đó giờ chưa ăn măng tầm dông. Mà tại thôi, giờ còn có một bụi tầm dông này để cho nó phát triển các bạn ơi. Măng tầm dông mà. Giờ mình có mấy bụi tầm dông mà che măng tầm dông mà già á. Cái này này, mấy bạn coi nè.
Hay gì nó cưa dưới góc nó lấy dài không chịu đâu. Này nó cưa tuốt ở trên đây nè. Đó, nó cưa ở trên đó. Tại vì cưa tuốt dưới đây mấy bạn đâu khó lấy ra. Nó mới cưa ở trên. Cưa ở trên nó dễ rút ra. Cưa gì không các bạn. Còn măng thì ra hơi hơi măng là bị ăn rồi. Đâu có bùa này hai cây măng trước không ai ăn á. Giờ có cây măng đó chắc cũng không ai ăn đâu. Trong kia là bị ấy hết trơn luôn. Mình nghe nó măng tầm dông ngon lắm mà mình thôi mình dưỡng đi, nói chung là mình dưỡng cái bụi này đi. Còn bụi này nó ra ngoài trống này, dưỡng được. Này chắc tưới nước nhiều với gãy phân chắc nó ra măng nhiều lắm. Tầm vông. Này còn non không chứ già là đốt hết trơn rồi đó. Già là đốt hết trơn luôn. Hình như nó bị yếu gì dưỡng hay gì rồi nó không thẳng lên mà nó nằm dài chứ. Còn mấy bụi này thì che mỡ. Che mỡ thì nhóc hết trơn, che mỡ thì dài dài. Khóa bớt rồi. Họ ra cầm thợ quay cho anh bẻ rủ em ơi. Có đủ chín rồi nè. Hai trái luôn. Có đủ này ngon, bỏ uổng. Ớt. Ớt mà nó trái nhiều thì lá nó xi. Rồi mưa xuống cái gầu má nè các bạn. Gầu má nè. Không có mưa thì gầu má không có. 45 50 ngàn ký. Tới khi mưa xuống gầu má đầy gì nè. Có 20 25 ngàn mà người ta không muốn mua nữa. Tại nó quá nhiều. Mọc nhiều quá cái nó bị thiếu dinh dưỡng nè. Gầu má không cỏ lên nữa nè. Cỏ này giống cỏ cứt heo quá ta. Rồi hả mà bứt mấy cọng ra giờ dòm nói là rau má. Rau mấy cọng này là bứt dài hòn rồi dòm mà ra y gan rau má, rau má thái mà. Cọng bự mà lá dài. Ở cọng dài mà lá bự. Nó lộn. Cỏ quá cỏ. Bữa mình coi cái clip là cái hãng giống kia là nói mít thái là phải trên cao vậy đó các bạn. Cái mấy trái mít thái mà xét cái dưới nó không tốt. Là nó bự quá, nó nằm dưới đất cái nó hư. Vô đủ năn nỉ mẹ đi con. Vô nó đi. Hỏi quá thì trái rồi. Gầu má bữa nay nó bị nhiều quá, nó xi rồi. Nó giống như mấy trái này nè. Nó bự cái nó bị hư. Gầu má hết trơn rồi vậy. 1 ký gầu má vườn bây giờ nó có 20 ngàn các bạn. 20-25. Bẻ 1 ký đi mới thấy cái cảnh. Mình cho đầy gỗ này luôn. Đầy gỗ này luôn chưa chắc gì được 1 ký rau má nữa. Nếu mà cộng nhỏ 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 gì không là gỗ cỡ gỗ gữ. Ớt rảnh làm gì giờ. Ớt ngàn lá quá. Ô nhổ tay cho lẹ. Cầm con má nó dài các bạn. Đó, dài không một gan tay luôn rồi. Hết hồn không mà. Mấy cầm con má này quay nó mới có cái các bạn. Uống nó ngon. Con má già uống nó có mùi. Còn non quá quay nó không có mùi con má các bạn.